7 cây kim rỉ sét trong lồng ngực người phụ nữ. Cô gái 28 tuổi trong cơn stress đã tự đâm 7 cây kim vào ngực dẫn đến tức ngực, khó thở, tràn dịch màng tim. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu hôm 27 tháng 4. Kết quả chụp X quang và CT lồng ngực cho thấy 7 chiếc kim dài khoảng 4 cm nằm ở trung thất và khoang màng phổi trái. Bệnh nhân cho biết từ đâm kim vào cơ thể từ 2 tháng trước, xác định đây là tổn thương nặng và phức tạp trên nền người bệnh nhiễm HIV. Bệnh viện hội chẩn nhiều chuyên khoa quyết định phẫu thuật lấy 7 cây kim khỏi lồng ngực bệnh nhân, trong đó 1 cây đâm vào nhĩ trái, 3 cây đâm vào quai động mạch chủ, 1 cây đâm thủng thùy trên phổi trái, 1 cây trong khoang màng phổi trái, 1 cây trong cơ thành ngực bị gãy đôi. Do thời gian nằm trong cơ thể đã lâu, các cây kim đã bị rỉ sét. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và đang được theo dõi tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Các bác sĩ cho biết là nếu không phát hiện và xử lý sớm, thì vật sắc nhọn nhỏ đâm vào lồng ngực sẽ có xu hướng di chuyển vào trung tâm, ghim vào tim mạch máu lớn, nguy hiểm đến tính mạng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.